Xin chào các bạn, ở trong cái video lần này thì Thanh muốn chia sẻ với các bạn một số những công cụ liên quan đến việc tách hoặc gộp file PDF của chúng ta Thì cái đặc biệt của cái công cụ này là nó miễn phí hoàn toàn Chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp ở trên trình duyệt mà không cần phải cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào ở trên máy tính Và tất cả dữ liệu của các bạn được an toàn bởi vì nó không upload dữ liệu của các bạn đi đâu cả Tất cả những thao tác này được thực hiện ngay ở trong trình duyệt. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên là các bạn sẽ cần phải vào trang blog.hocexcel.online này. Sau đó thì ở phía phần trên menu công cụ này thì chúng ta sẽ bấm vào công cụ gộp PDF. Ok. Thì uh, chúng ta sẽ chờ một chút để trang web này nó load và công cụ này nó load lên. Và đây là công cụ của chúng ta. Thì uh, ở cái menu đầu tiên ý, thì chúng ta sẽ có công cụ gộp PDF này. Các bạn có thể uh, đọc cái phần hướng dẫn ở sau phía dưới này để chúng ta có thể thiết lập Google Chrome của chúng ta tự động download file PDF xuống. Bây giờ thì ở cái menu đầu tiên là cái menu đơn giản nhất thì chúng ta chỉ việc là bấm chuột sau đó là chúng ta sẽ chọn file PDF để mà chúng ta có thể download xuống một cái file kết quả thôi. Ví dụ như mình có file ChatGPT ở đây, nó là một file À, có một trang thôi và một file có tên là flight analysis thì nó có bốn trang như thế này bây giờ chúng ta sẽ chọn hai trang này bằng cách là bấm giữ phím control trên bàn phím và chọn hai trang này sau đó là chúng ta sẽ bấm nút upload như thế này và các bạn có thể nhìn thấy được rằng là đây là cái preview của trang đầu tiên của mỗi file pdf của chúng ta và khi mà chúng ta bấm gộp và download thì ngay lập tức thôi thì file của chúng ta sẽ được download xuống và đây là kết quả của chúng ta các bạn có thể nhìn thấy kết quả thì cái thứ tự của các file này ở trong cái file kết quả thì nó sẽ phụ thuộc vào file nào chúng ta chọn trước, file nào chúng ta chọn sau. Ok, thì đó là cái chức năng đầu tiên. Cái chức năng thứ hai và có thể là cái chức năng mà mình thấy là hấp dẫn hơn đó chính là gộp nhưng mà chọn trang cơ. Thế bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ có flight analysis là file thứ nhất này. Xong, sau đó là chúng ta sẽ có tiếp theo một cái file nữa là một cái file uh, e catalog rồi chúng ta sẽ chọn hai cái file đó bấm giữ như thế này và chúng ta sẽ bấm upload như các bạn đang nhìn thấy thì chúng ta sẽ có một cái chức năng là tạo ra những cái ảnh xem trước như thế này thì các bạn có thể làm gì các bạn có thể chọn một số trang của cái tài liệu thứ nhất này sau đó là các bạn sẽ chọn um, một số trang của tài liệu thứ hai và ở trong phần kết quả này thì chúng ta sẽ có thể kéo lại một chút như các bạn đang nhìn thấy mình kéo ở đây sau đó chúng ta cũng sẽ bấm gộp và download như thế này và bây giờ file kết quả của chúng ta như thế nào thì các bạn nhìn thấy file kết quả của chúng ta nó đúng như những cái gì mà chúng ta muốn thì uh, ok tiếp theo thì mình nghĩ là mình sẽ để cái menu text PDF này để các bạn có thể uh, khám phá Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo